Rồi, ok. Thì hôm nay mình sẽ hỗ trợ tư vấn ạc server Evo 24 mọi người. Đấy, gửi qua Zalo mọi người. À quên. Quên gửi Zalo mọi người chứ. Thì anh em nào muốn Zalo thì mấy anh em gửi qua số điện thoại Zalo ha, hoặc là gửi qua ưu tiên Zalo nha. Còn anh em nào không dùng ở anh em ở bên nước ngoài thì mấy anh em dùng Facebook ha. Đây, số Zalo cũng là số tài khoản của mình luôn nha. Rồi. Ạc này là chủ ạc hỏi tôi là xây dựng đồ hình BV, BB với lại là tư vấn bô tớp. Hôm nay là có hai hạt là để tư vấn để đu tớp nha mọi người. Tư vấn để được vô tớp 50 hoặc 100 là được. Ủa sao hạt này mày không vô tớp 100 được à? Tôi cũng mới mua hạt. Rồi. Đầu tiên nha, hạt này là một hạt mới chuyển sinh. Hạt này là chủ hạt mới tập chơi và mới mua hạt này luôn. Hoài, đầu tiên đánh giá mua cái hạt. Trời ơi. Mua cái hạt đáng đồng tiền bé gạo thế nha. Rồi cái hạt mua đáng đồng tiền bát gạo ghê nha. Có cung thần 7 sao, đông thần 6 sao, Lily May 6 sao, Odai 5 sao, Aiden 3 sao, Smoky 3 sao, Tacy 3 sao, Setia 3 sao, Aiden 3 sao. Về cơ bản nha, ặc này là ặc nạp khá lực. Ặc này nạp khá lực và đầu tư tướng trong giai đoạn đầu khá là tốt, nhưng mà ặc này đi quýnh BB hơi khó. Hạt này đi là top bot ở thời điểm hiện tại, nhưng mà đi đánh BK hơi khó. Hèn chi thọt mấy anh em, hèn chi thọt đi BK mọi người, thọt 33. Hạt đầu tiên hạt này quýnh 33 không được nha. Nhìn hạt rất là mạnh nha. Hạt này nhìn rất là mạnh. Đâu đứng cái bên rồi á, anh tắt người sao á. Hạt này rất là mạnh nha, nhưng hạt này thọt 33. Hạt này chỉ quýnh được đơn đôi đấu trường thôi, quýnh được đơn đôi đấu trường thôi, nhưng mà không quýnh được 33 tại vì tướng thiếu. Tại vì tướng có 1 2 3 mà nè, tính tem nha, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 5 con đấu trường à. Rồi cái dàn hỗ trợ dưới đó không có nha, mấy anh nhìn thực tế nha, nhưng mà vẫn đánh những form cơ bản được nha. Đánh tầm này nó vô coi đồ hình, đầu tiên đánh giá đồ hình là cái đồ hình chính nó mạnh nha, đồ hình chính được mạnh. Ui mẹ này là vua đam boss luôn á, này có thử coi là đồ hình BV tầm này là vua đam luôn rồi, tới 17 đúng rồi, 61 tỷ đam rồi. Ăn này bây giờ đi vậy thôi, ăn này đi bây giờ, ăn này siêu đam boss luôn, tại vì con thần tăng nó quá ngon cái này mà. Này bây giờ đi đi đi, đi cái form con thần tăng như thế này quá ngon luôn. Ăn này thần hiện tại đi cái form này rồi, con thiếu con sói thôi, cái vừa ngãi có những ngãi mới dùng con sói, hay dùng con sói cho mấy anh em. Hạt này đam thì siêu to luôn rồi, đi mày 6 sao, thần 6 sao rồi, đam bao ngon luôn trên cái hạt này. Hạt này đam boss là ngon, tất con boss bùng luôn. Đầu tiên là mới chơi nha. Rồi ok, thì bây giờ cái này sẵn do chủ hạt như thế này, thực sự như thế này, nếu như mà bạn nào mới chơi á, thì nếu như bạn nào mới chơi mà cái con dòng con game AFK này á, thì các bạn nên, tôi khuyên chơi, nên chơi trước một tài khoản rồi các bạn hãy mua ạ. Tất cả các con game nha, tất cả các con game nha, một khi mà các bạn chơi game, các bạn có ý định đầu tư ạ, để các bạn chơi là mua ạ, một ạ mạnh để chơi á, thì trước đó bạn phải chơi game trước nha. Các bạn nên chơi trước cơ bản, trước chơi cơ bản trước là biết con game này nó chơi như thế nào, vận hành như thế nào, các bạn chơi ở một cái ạ yếu trước, xong rồi khi mà các bạn mua cái ạ mạnh lên á thì bạn chơi nó dễ hơn. Nhưng mua gạt mạnh lên chơi cho nó dễ hơn, không 6 sao bây giờ 6 sao này bình thường nha, cái câu chuyện 6 sao này là bình thường nha, cái câu chuyện 6 sao này là bình thường, tại vì đá đỏ giờ nó dư thiệt, cái câu chuyện đá đỏ là nó dư đấy. Thì trên cái góc nhìn của ạc này, nếu như mà chơi tại cái server 24, ạc này là đang rất thọt. Đầu tiên là thọt quýnh team 33, team 3 là gì, đi đồ hình 3, đi đồ hình 3 là đấu trường tối cao thọt nè. Cái thứ hai nữa đi đu la thọt, đu la ạc này đi bù trắng, ạc này bù trắng cực kỳ thọt luôn. Con Parasol của giờ này mà con Lily May tới giờ này mà còn cầm bù này là hơi chậm, mà chậm nhịp hơn so với người khác rồi. Đi ải đi boss rồi, nhưng mà đồ hình này là một cái đồ hình cơ bản trong top, đồ hình top top trong cái dàn mà nạp nạp cũng dạng tầm trung thôi, chứ không nạp nhiều với em, nạp nhiều trong giai đoạn đầu thôi, nạp nhiều trong giai đoạn đầu, nhưng mà giai đoạn sau hơi đuối, tại vì tướng này mọi người nhìn cái dàn SP ở dưới nè, hai sao mọi người thấy không, đuối dàn 2 sao nhiều quá. Nếu lấy giờ này là phải những con mà cần thiết á, là nó phải lên 3 sao hết rồi, sói đồ lên. Nạp này nạp là nạp chủ yếu là nạp ấy thôi. Rainer hả? Rainer thì tới đây thôi, Rainer tới đây được rồi, Rainer xong rồi đâu cần gì nữa đâu. Rainer này cũng chưa nâng vũ khí độc quyền nữa thôi, nhưng mà chủ yếu lấy bút thì làm cái gì. Rainer này chắc mới nâng nha, Rainer này chắc mới nâng thôi, tướng này ít thiệt. Tại Rainer đây mọi người, Rainer đây. Rồi bây giờ đầu tiên nha, là nói vào tướng trước. Bây giờ ạc này nếu như mà muốn đua á, ạc này cái top đấu trường thì dễ rồi, ạc này top đấu trường thì dễ rồi nha. Ạc này bây giờ top đấu trường thì dễ rồi, cái form này thì quýnh bằng đồ đấu trường đồ hình nào cũng được, đấu đồ trường đấu đồ hình 3 cũng được. Ạc này đấu trường thì không cần nói nha, ạc này đấu trường thì đồ hình 3 cũng được, mà đồ hình đặc biệt quýnh cũng được.
Thì hôm nay vô tôi thử, tôi uống bằng đồ hình, tôi uống bằng phơm rồi, đặc biệt ai đang uống bằng phơm này à. Trời ơi, tôi nói với bạn rồi, với chỗ này các bạn đâu cần không nhận thiết nhất nữa này. Cái chỗ này con thằng này, tôi nói là con thằng này nha, bạn nào đang chơi con thằng này chỉ lớp 3, con thằng này không cần nhét như gì. Các bạn nhét cái gì không có cần kích nội tại, các bạn nhét gì phí lắm. Nha các bạn, mấy bạn nhét cái gì nó phí con thằng. Mấy bạn đúng là các bạn xếp gì nhưng lại các bạn kích nội tại của con thằng, kích giáp lên. Cái đồ cái sao ta dùng cái từ, dùng cái đội này các bạn đang chơi, tôi dùng cái từ này nó hơi dơ chứ. Cái đội hình này là cái đội hình bu đông địch túi nha. Cái đội hình này bạn dép bằng mắt ba, cái đội hình này là cái, nếu như không biết là chủ bạn đang dép bằng cái phơm nào, cái đội hình này là cái đội hình này là cái đội hình mắt ba nha, là các bạn phải nhét vô cái chỗ này. Mà mắt này cần gì chơi con Hiwin, mắt này chơi con đam mà được rồi, cần gì Hiwin cái sáng đâu, nhét con Hiwin như đây nè, dùng hết thằng bên đây hai con hỗ trợ hai bên bút như bình thường thôi nha. Chỗ này thì bây giờ dép đây coi thử là đang dép phơm đấu trường nào, coi thử chủ bạn đang dép bằng phơm đấu trường nào, dép bằng đấu trường ba nhớ. Đấy cái này không cần con Hewin đâu, không phải là sếp cũng không cần con Hewin khai sáng đâu, sếp ngoài sau cũng được, Hewin nó sếp lên trên cũng được, khai sáng cho Lily May á, khai sáng cho con Lily May nó sẽ ok rất là nhiều. Thằng này không cần dồn đâu, thằng như để hai con dồn ở giữa luôn anh em đấy. Ông ạc mới mua lại mà à, chủ ạc mới mua lại mấy anh em hiểu nè, tôi nói rồi là người ta mới mua lại mấy anh em hiểu không, người ta mới mua lại giờ người ta cần hỗ trợ chơi, người ta mới chơi thôi. Vậy giờ tôi vô coi thử là quýnh trên mắt đấu trường đặc biệt như thế nào. À đúng rồi, đấu trường đặc biệt giờ hai bên như nhau. À đó, đây. Như gì mấy trò ơi má. Ôi má một phơm luôn à, chịu rồi. Má hai bên chơi một phơm y chang nhau luôn à. Đó. Đây như mấy anh em, đây 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 là alo, ủa, đấu trường đặc biệt mà. Ủa đấu trường 5 à. Nhầm người à, đấy đấu trường đặc biệt coi. Để kiếm cái map đấu trường đặc biệt coi, tại vì đấu trường đặc biệt tầm này quýnh. Ồ, đây là phơm Talon nè. À. Đơn phân thay vợ thay lần thay lần Louis không có bướm. Sói chúng ta có sói Lily May để cô thử chơi thằng tăng ấy coi, thằng nó cho ta thằng nó dậm mới coi mấy anh em. Rồi ok, chúng ta chỉ có sói tay xì, bên kia cầm khóa mấy anh em ơi, bên kia cầm khóa à. Sói tay xì khóa bút cho tay xì. Rồi để coi sẽ như thế nào mọi người. Chỗ này chơi không chơi Hewin, chỗ này chơi đa. Có khóa rồi chơi đa. Rồi để coi thủ như thế nào. Để boost cho con thằng nữa coi. Đó, đây là boost cho thằng này mọi người, thấy áp đảo không? Đó, đây là đang boost cho thằng đó mọi người. Đó, đang boost cho thằng đó nha, đó mọi người nhìn hai con thằng này vô nó dậm cái đung cái chết con Thay Lình. Nó vô nó dậm cái đung cái chết con Thay Lình luôn đó. À, thấy không? À. Ở vô cái cái đùng cái chết thay lên luôn đó mọi người con nè, bao nhanh luôn đấy, đồ hình này đi con thằng này, có con thằng này đi BK nó được biệt sướng lắm, thủ thủ cũng dùng y chang vậy được nha, thủ lại công dùng một phơm y chang ở bên đây, đây 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 bên đây dùng y chang mình luôn, đây bên đây cũng y chang nha. Cái đồ hình này là cái đồ hình này thì à, đây mấp năm thượng, hôm này đi mấp năm thượng quên quen hoài mấp năm đặc biệt không. Còn riêng mấp ba, riêng mấp ba mấy em chỉnh lại, nhưng mấp ba là thần không cần kích cái nội tại đâu, mấp ba không cần kích cái nội tại đâu mấy em, mà đây mấp đặc biệt này. Mikula hả? Không được, nếu như mà em chơi Mikula chơi không ngon, chơi Mikula chơi không ngon trong trong con thằng này, tại vì con thằng này không cần chỉ số, con thằng này cũng cần này, con thằng này gây sát thương, còn sói nó mới cần chỉ số sinh lực nhiều để nó kháng. Đội hình này là đội hình dùng đam mà, cái đội hình này là đội hình để đơm mấy con đầu tiên á, đơm đơm mấy con đầu tiên trên trận này nè, đơm mấy con đầu tiên trên sàn thôi, chứ em xếp đội hình này để em đơm nó mà tự nhiên em xếp cái gì chị. Cái đội hình này mục tiêu để em sóc đam người ta mà, đội hình sóc đam để chia lại để chặn con sói mà tự nhiên đi con Mikula vô chi mấy em, đâu phải đội hình này cũng kết hợp được đâu. Mấy em đi con Mikula vô nó bị thọt sao, có ăn này có Mikula 2 sao trời, ăn này mà không có Mikula là quải lắm á, ăn này có Mikula 2 sao mấy em có đó. Giờ còn đi map 3 nha, tôi sẵn luôn tôi nói để tôi công một cái map 3 mấy anh em xem luôn, tôi giải thích chỗ này tùy trường hợp nha. Cái map 3 mấy anh em chơi thằng tăng mấy anh em chơi bị lỗi nhiều lắm nha. Rồi ok, giải thích cho mấy anh em map 3 chỗ này. Cái chỗ này là chủ gạch bây giờ để cái đồ hình như gì quýnh vẫn win nha, nhưng mà giải thích luôn là cái chỗ này để nó bị phí. Thì cái chỗ này á là nếu như mấy anh em chơi nha, chỗ này nếu như mấy anh em chơi thì con cái đồ hình này á là không cần cầm khai sáng. Nếu như mấy anh em muốn cầm khai sáng á, mà đã bút khai sáng á, thì bút tự nhiên bút cho Hewin chứ, nếu như mà bút cây sáng bút cho Lily May nghe, bút cho Lily May, tại vì cái map này mấy anh em hiểu á, cơ bản cái map này là gì, cái map này chúng ta sẽ quấn trong cái khu vực này nè nghe, nhớ nha, mình sẽ quấn trong cái khu vực này nè, cái khu vực đây là cái khu vực giao tranh trọng điểm,
ngay cái khu vực đây là cái khu vực giao tranh trọng điểm. Thì khi mà đi BK thì con Lily May á, mấy bạn để cô đây nè, nó có thể né được nha, có thể né đam được, thì cô ca sáng này mình để rất nhiều con. Còn ở bút á thì mình để con đam, ví dụ như trong trường hợp mình để con đam ở đây nè, mình chống tiền ly được con đam với lại con Louis nó rất ngon nha. Cái chỗ này là tôi nói cả hai con luôn, con đam hoặc là con Louis thì nó sẽ chống tiền ly nè, chống khóa nè, nó làm được rất nhiều thứ. Còn nếu như bạn mà đi full đam không chơi đam luôn á, đi đồ hình công kích á, thì thà bạn bút cho Lily May luôn, bạn bút cho mấy con khác làm chi, để Lily May nó được hưởng cái chỉ số cấp tốc luôn, nó sẽ ngon rất là nhiều. Ặc này trên cơ bản là quýnh win, nhưng mà hai con thần này bạn không cần kích nội tại đâu, các bạn đi nè quýnh trên cái đội phơm đồ hình này thì cái nhiệm vụ của con thần tăng này, con Lumos với lại con Thorin và con sư tử là trong cái map này nó phải kẹt, nó chèn cái đội hình này, bên nào chèn đội hình, chèn cái ô này tốt hơn thì nó sẽ win nha. Chuyện cái đội hình này là chuyện ô tốt hơn thì bên nó sẽ win, mà tôi không hiểu tại sao đội hình này xếp con sờ ca ngay đây luôn á. Đấy thì nó sẽ dễ chơi rất là nhiều khi mà mọi người xếp đội hình, mọi người dễ chơi nè, mọi người dễ áp đảo hơn so với cái việc mà mọi người phải chỉnh sửa đội hình thế này như thế kia nha, cho nên dễ hơn rất là nhiều. Đội hình này chơi hai boost con Hewin mọi người để đây nè là được rồi, còn mọi người muốn boost di vật hai sáng là mọi người boost thẳng cho Lily May luôn thì nó sẽ dễ chơi rất là nhiều. Ở đây đang là đi cái form chối chân à, ở đây đang là đi form gom chối chân với lại sát thương, thì hai con thần này khống chế cổ này con không, này con bỏ Thorin thì để hai con thần này chạy thẳng luôn đi, cần gì đâu. Để coi thử tôi quýnh thư, nếu như mà không xài di vật hay sáng, xài khóa bình thường, coi thử quýnh nó sẽ như thế nào mọi người. Đấy nhưng mà nó dùng ra nó chèn xuống nhanh lắm mọi người ạ à. Nó không đẩy lên nó chèn xuống nhanh lắm, nó dùng như đây nè, đây là bắt đầu đẩy xe nè mọi người, con nó chèn xuống nè đó, con thần này nó chèn xuống nè, nó đẩy đam nhanh lắm à. Rồi xếp gì khó mọi người, công thì thủ vẫn thắng nhưng mà công lại xếp tùy đội hình thôi. Nãy bên đây này cũng cái đội hình này tôi quýnh thua nè, tôi chỉnh lại tôi quýnh thua nè mọi người. Đây nó chặn là nhanh là tôi quýnh ông Sola đây, ông Sola đây, tôi chỉnh lại đội hình quýnh thua nè. Và bạn này khi đi công, bạn này công đây à, ông này công nãy công quýnh thua luôn nè. Đây đội hình ông Sola hai chặn, đây xếp lại đội hình đây coi thôi, coi kiếm mình Sola này quýnh, nó kiếm đội hình như chủ ạc này quýnh ông này coi vẫn thua. Con Thorin đi bộ xuống chặn à, mình bị con Thorin này để góc này à. Tôi chơi cái map 3 này chứ con thần tăng này, con thần tăng này nó con Thorin chơi map 3 này nói gì nói, chơi con Thorin với lại con sư tử vẫn ngon hơn. Từ từ cái map 3 này để gặp con Thorin này coi thử quýnh con map 3 này con, nãy giờ quýnh mấy bạn kia bình thường để quýnh con Thorin này coi đều thua đúng không. Thorin này không công 3 trận đều thua đúng không, ờ à, để quýnh con Thorin coi không bây gần bị ly mấy đá mọi người mày kiếm lại ông bạn Thorin này hơi quýnh lại quýnh map 3 thôi. Map 3 này con này chơi taxi. Ờ, để con bạn sau gần nó quýnh thử, ông quýnh thử map 3 nó chơi con nó, mấy anh em kêu chơi con gì, chơi con Sky yếu đó, người ta chơi con Sky người ta chơi map 3 mạnh vãi đạn, mấy anh em kêu yếu gì, người ta chơi map 3 người ta chơi mạnh vãi đạn nha, trong khi đó mấy bạn do mấy bạn biết chơi chứ. Này đậu này cũng đấu trường 2 luôn á, ghê vậy. Map 2 Tây Si Sky, trời má cái map này mà tôi xài tôi tê lê con bướm chứ đá bệnh luôn mấy anh em. Ê, cái map này giờ đi MK, map này câu giờ, nhưng thần này kích cái nội tại, nhưng thần này đi bộ ra, tự nhiên bây giờ xếp hai con thần như này, xong con thần này nó phải đi bộ 1 ô 2 ô 3 ô xong nó mới đi ra hoài. Thiệt, tự nhiên bây giờ xếp cái con thần map này xong ấy, tự nhiên con thần nó phải đi bộ 1 ô 2 ô 3 ô xong nó mới đi ra map này, mà trong khi đó nó bị con thần này đi bộ ra, hai con này đi bộ ra xong bị con Thorin Lily May đá chết rồi, tự nhiên đồ hình này khó rồi luôn á. À, đi đồ hình này đi thẳng sát thương luôn, dồn quýnh cho nó khỏe, tự nhiên đi bây giờ đi bộ ra, tự nhiên đi bộ 1 ô 2 ô 3 ô ra khó vậy. Rồi để cô quýnh thử như này thôi. Ừ thực sự là không cần bra, quýnh bra không cần cái phơm bra, phơm này lắm á, nhưng mà cũng Thorin nó yếu á, mấy anh em Thorin này có 2 sao mà. Mặc dù tôi cũng 2 sao mà đi quýnh cái phơm này, cầm phơm này quýnh thôi. Bướm Tây Si Lily May mình 2 boost mấy anh em, mình 2 boost. Câu cho Lily May đá một con không? Mình đâu cần nhất thiết phải dù đam đâu, đam là Hewin đâu, Hewin thì lên mana kịp không? Mình đâu cần lên mana kịp đâu. Tôi nghĩ là như vậy luôn á, tôi nghĩ là không cần lên mana đâu, đổi con Hewin này để lấy một con Eren đi để câu đá của Lily May đi, câu đá cho Lily May đi. Tôi thấy câu đá của Lily May nó sẽ ok rất nhiều á. Ra chùm map 2 ghê vậy, gì mà chùm ghê vậy, thì có thiệt là chùm không? Có thiệt là chùm không? Con bò ra góc vào trong bóng, con bóng ra ngoài. Gì à? Gì à? Ôi má, cho hồi này hiệu quả luôn hả? Bỏ Thorin. Không có con này mà chùm map 2 hả? Thì không bỏ đi bộ nó kẹt làm sao?
con này mà chùm up 2 hả? Lần đầu tiên tôi nghe con này á, mấy ông có thể convince xác minh thông tin là con này bạn Kiệt, bạn comment là con này chùm up 2. Có thiệt không? Có thiệt không á? Sao thấy bất ổn quá vậy? Chùm Kiệt up 2 à. Bỏ Hi Win vào. Ôi má nó chùm không má? Có thiệt là chùm không vậy? Má tôi nhìn là tôi thấy chặt vải cứt luôn á. Tôi nhìn là tôi thấy chặt vải đạn luôn á nha. Ôi má chùm biết chùm gì á. Lily Mi chủ đam. Rồi. Có chùm không vậy? Đam vào giữa. Nó kiện sao? Ôi như gì đúng không? Rồi như gì đúng không? Tôi vô tôi thấy kiệt rồi đó. Ờ đúng này là làm gì rồi má, đúng là không bao giờ nên má, đúng là không bao giờ nên nghe lời. Rồi con Ska rớt cái đùng xuống em ổ luôn đồ đó. Rồi xong rồi, con Ska này yếu, con Ska này yếu hơn đụng Ska gặp con kia xấu sao rồi yếu mọi người. Ờ có chùm không vậy mày, tôi thấy chùm mền á thì có á má, có cái chùm mền nó kẹt cục luôn này. Ôi may con Ska bên kia nó ba sao á, chứ gặp con Ska xấu sao rồi chắc nằm rồi đó mấy ông nội, nó kẹt một cục luôn kìa. May là con Ska này nó ba sao nha, trời mới chứ gặp con Ska này nó rớt xuống rồi chắc chết mẹ luôn rồi, nó kẹt một cục luôn rồi mấy ông nội. Này con này đứng im luôn kìa, quýnh gì được gì đâu nè, con này đứng im cả buổi luôn rồi má, có chùm chùm mền á rồi đó đó, đúng là nghe mấy ông ngồi dĩ má, nó kẹt gần 5 giây trời luôn đồ, nó kêu chùm. Ôi né quýnh BK bây giờ cần quýnh nhanh, mẹ vô quýnh BK cũng thằng đứng im luôn đủ. Gặp ông sâu dinh nãy con cục, còn gặp con Ska này bị con Ska này nó rải cho lủng cái đầu luôn á, chứ nó quýnh con ngay nó yếu đây. Ôi ôi mẹ quỷ, thử không ta này, chung bang không, chung bang à, các bang đã đơm thử rồi. Ui, gặp con này kinh thế nhờ. Uầy, bị tôi mà gặp ông này xin vừa tôi là con bị tôi mà gặp con lai đa, tôi gặp con này chắc con này 2 giây nó chết đó. Mẹ ông này mà ở xin vừa của tôi á, ông này mà ở xin vừa của tôi á, con Dior này chừng 2 giây thôi là đi mấy ông à. Mẹ con này mà ở xin vừa của tôi, con Dior này chừng 2 nhấp là đi thôi. Khó ta, đồ này quýnh ra ta, đồ này mới căng nè, đồ này chắc ly đi mây để bên góc này rồi, đồ này chắc ly đi mây để bên góc này. Đồ hình này khó mấy anh em à. Đồ hình này hơi quýnh hơi mệt ra. Đồ hình này mà đi suy nghĩ là quýnh hơi bị quằn á nha. Đồ hình này đi BK là hơi bị quằn luôn á. Đây mình buốt cũng đủ á. Con sói đi 2 sao đâu xin nhê. Con sói đi 2 sao tele ông xin nhê. Con sói đây quýnh không được. Ôm đam tiếng này con thu rồi nó quạt vô trong đây rồi. Quan trọng mình chơi gì nè. Bướm là tới bướm à. 2 tăng không? hai tăng hai bút không chứ bây giờ quýnh thường rồi tôi á, bây giờ quýnh mình cơ bản gom được cái kiểu quýnh tôi, bây giờ hai tăng hai bút không hai tăng hai bút luôn không, đồ hình này căng lắm má, đồ hình này căng lắm mấy ông à, đồ hình này quýnh bình thường cơ bản quýnh không thắng được. Đồ hình này quýnh mình thường quýnh không được đâu, đồ hình này phải nhanh nè. Dior ném mình chừng 3 cái là chết rồi, Dior ném 3 cái là đi rồi mấy anh em. Bây giờ phải tele con Dior rồi đi về. Mấy đồ hình này mấy con Lina của tôi quýnh được căng rồi. Mấy đồ hình này mà có Lina là tới công chuyện của tôi rồi mấy ông à. Mấy tôi mà về tôi đơm đồ hình ông này được rồi, nhưng mà khó mấy anh em à, khó ghê luôn á. Tại vì con Dior này nó nhảy vào ô này, ném chừng 2 lao là chết con này, hai con này ăn 2 lao là chết à, ăn đúng 2 lao là chết. Nó ném 2 lao là chết à. 2 tăng 2 boost không? Thử tầm này thử 2 tăng 2 boost thôi chứ giờ cho nó 2 tăng thôi. Ai tăng nó trụ cái hàng giữa này thôi chứ còn bây giờ tầm này căng à mấy anh em. Bên đây cầm luôn cái này rồi, bên đây cầm luôn cái di vật xanh rồi cũng khó phết mấy anh em. Coi thử. Cầm hai tăng đẩy lên coi. Đấy con Dior lên năng lượng được không? Dior full boost luôn nè, đây full 3 boost luôn nè. À, mình chia lại được một nè, đây mình chia lại được một nè, đây ném lao là một nè.
Ồ mình trúng một cái lao đi, trúng một cái lao nữa là đi nha. Rồi cũng hiểu win bị chón luôn, rồi thôi xong luôn. Má đồ hình kiếp thiệt. Má gặp đó mấy ông kêu Dior, mấy ông nào chơi Dior mấy em nuôi niềm tin đi, má họ nhìn Dior. Quá sau này mà cái map này nó bỏ thêm cái di vật khiên vô nữa thì thôi quýnh nha quýnh. Map này không cản được mấy anh em, cái map này có con Talon quýnh được mấy anh em, Talon có mấy nào nhồi mana nhanh nó quýnh được mấy anh em. Ôi mày khủng khiếp thiệt. Để gặp lại cái ông Sojin trong map đấu trường 3 kia quýnh thử coi. Quýnh thử để coi thử là đơm lẹ nó đấu cho nó coi. Cái này là còn chưa đây 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 xong nè, đây đây đâu bây giờ quýnh lại ông này nè, bây giờ nghiên cứu đồ hình quýnh này nè. Đây mình coi mình nghiên cứu mình quýnh cái đồ hình đây nè, cái đồ hình của ông này SK nè, bây giờ mình làm sao để mình gom thời gian mình dồn đam nhanh nè. Quan trọng là mình làm sao để mình dồn đam nhanh nè mọi người, mình dồn đam nhanh trên cái đồ hình đây nè. Đó, cái mà thứ tôi muốn đi dồn đam nhanh trên cái đồ hình này dễ chơi nè. Tại vì đồ hình này là chơi con SK nó sẽ lên, nó boost cho con này đi lên câu dây bên đây. Thì bây giờ mình sẽ giải quyết cái đồ hình này như thế nào. Đấy. Đấy. Rồi thì bên kia có hai con mục tiêu, bây giờ hai con không mục tiêu không quyết định rồi, thì giờ làm sao mình dồn chết được Lily May nè. Đấy. Là câu chuyện là bây giờ mình làm sao mà để mà mình dồn đam được cái con Lily May nè, mình target cho được con Lily May nè, mình đam con Lily May này nhanh nè. Nếu như mà chơi á, tầm này có con Vla ngon, Vla thì Vla hoặc ấy sói nó chạy thẳng luôn, nó cào ngon mấy em, nó chạy thẳng lên trên luôn, con thần tăng này không ôm đam được tiếng trên nhanh. Hay là chơi Thurin không, nên chơi Thurin sẽ ngon á. Ê à, hay boost, boost không, boost ít quá mấy nè, boost có một mình con Hewin nè, Hewin lại con đam mà. Hewin lại đam. Con chạy xuống mày, cho một con để cho câu Lily mày đó. Combo ngành nè. Quấn combo ngành nè. Ủa combo ngành thì combo ngành nè, chơi combo ngành nè, được, có chứ combo ngành. Combo ngành nè. Rồi. Tây si à? Gì à? Hiểu rồi. Ok. Từ từ để quấn combo này thử coi. Khó rồi nha, mẹ trận này căng tại vì bên kia chơi hai con không chỉ định luôn mấy anh em à. Đam. Ai cô mình nhỉ? Đam đâu rồi? À có trên sông đây đó. Coco. Let's go take it to him. Tai Si, Lady May, Solon Barisso. Lily May. Gì vật gì đây? Quá à. Rồi ok. Cái này à. Đủ như vậy con Lily May để, con Lily May để góc này con Thurin quá nó ôm á. Để góc này hơi con Lily May này con này thì hơi hơi khó nha. Để góc này thì để góc này là con Lily May nó bị con Thurin đi qua nên nó ôm cánh này á nha. Chỗ này là hơi căng á, chỗ này đi ra con Thurin bây giờ một là để con đam này nó chặn cái xe nè, con đam này nó sẽ chịu hồi cái xe lên nè. Con đam này nó sẽ chịu hồi cái xe lại nó ôm được con Thurin ngay chỗ này. Thì nó sẽ ok hơn, hai con này chia đam cánh này thì sẽ hợp lý hơn. Như gì à? Rồi quốc đi, như vậy đi, như vậy là ổn rồi đó. Tại vì bên đây đang chơi hai con không chỉ định nè, là hôm nay đang đam chính là con SK nè. Con SK này nó rớt xuống cái là mình bu vô cái chỗ này là mình chịu không nổi đam nè. Rồi ok quýnh đi, quýnh đồ này đi. Đam ở giữa heo rồi. Không thì con đam này nó cũng chạy về mà, đam này nó cũng chạy về mà. Thôi như vậy đi, thử đi. Rồi ok. Con Lily May của mình nó vẫn target cho người con Thurin nè. Đây nè. Rồi con thằng tăng mình bòi được rồi, bắn cho được con Lily May bên kia rồi. Đây mình bắn được con người Lily May bên kia rồi nè. 2 giây nữa SK rớt xuống dùng chết được Lily May không? 2 giây nữa SK rớt xuống. 2 giây nữa SK rớt xuống nè. Rớt xuống nè, rớt. Rồi không thua rồi, thua. SK rớt xuống rồi thua rồi. SK rớt xuống rồi thua rồi. Được không? Ragasso chết rồi nè. Không rồi, thua mấy. Thua.
thu rừng bên kia còn sống luôn, dồn kịp con Ska này bút kinh quá, bút nhiều quá, cho chỉ số nhiều quá. Kiểu gì của cô chả bị đá. Ôi chết Ska luôn kìa. Trời ơi, mé thêm con bướm vô, trời, tại sao mình lại coi thường con bướm? Trời ơi. Hành trình Lily May và con bạn của nó. Trời ơi, mé con bị bướm kìa. Trời ơi, con bướm nó ru ngủ nguyên một team luôn. Trời ơi, mé hành trình Lily May và con bạn của nó. Đụ con bạn của nó kìa. Trời ơi, con bạn của nó gây 2 triệu ba. Trời ơi. Ôi má, tôi quên mất, tôi dùm cũng không dùm con bướm. Mấy ông nội ơi, mấy ông con bướm nè. Rồi con bướm nó chạy qua, nó đơm con ấy mấy em này. Đây con bị bướm nè, đây 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 mấy em con bướm nè. Đây đây đây, rồi nó ôm Nguyên Quỳnh luôn. Đây 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 mấy em, ôi má nó gây đam vậy cước luôn. Rồi. Rồi đây 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 con bướm đây. Em bướm của mình đây, em bướm của mình rất lực luôn. Mặc dù cô của mình bị đá nhưng mà cô vẫn bút được nha. Rồi thắng rồi đó, thấy không? Ngon rồi, ngon rồi. Rồi sau này chủ gạch đơm thoải mái nha, có cơ rồi, đơm thôi, bướm vô chơi. Rồi, trời mấy mình quên mất là đội hình có con bướm mà. Rồi, con bướm ra đây mấy em coi này, có quả bướm nè. Đấy. Bắt. Trời ơi, con Ly nó mấy đá kìa. Trời, nó nhân xíu luôn. Trời, con Ly nó mấy đá crit không luôn. Mé ru ngủ con Ly mấy đá 4 phát liên tiếp crit luôn, vãi đạn mé game bịp. Mấy ông coi lại cái pha, mấy ông coi lại ru ngủ trong con Ly mấy đá nè. Má tao nói game con Ly mấy và con bạn của nó nè, mấy ông coi cái pha cuối nè. Nè mấy ông coi cái pha cuối con Ly mấy nè. Rồi đó, chỉnh phơm đồ ạc đồ hình này quýnh với nghiên cứu à. Mấy nhiều đồ hình nè, đây mấy em coi cái pha này con Ly mấy được ru ngủ trong đá 4 phát crit liên tiếp luôn nè, mấy em coi. Nè đá đá chí mạng liên tiếp luôn à. Đây cái đoạn ngủ nha, đây cái đoạn ngủ nè. Đây là mấy em coi con bướm nắp trứng xong nè. Đây cũng vậy nè, đây con bướm nắp trứng xong nè. À mấy anh em coi nha, con bướm nó ngu ngủ nè. Nè đây nó ngu ngủ nè, nó coi nè, mấy anh em con Ly mấy dùng đam nè. Bật nè, đó 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 chí mạng luôn, 4 cái liên tiếp luôn mấy anh em thấy không? Đấy, trời ơi. Má vậy cứt thiệt đam nè, má đam hai cũng mấy luôn. Trời ơi. À, không thắng là được rồi. Rồi ok, đó chủ gạch sau này cứ tự tin quýnh nha, nãy top 3 mấy giờ mình quýnh vô đấu trường thôi. Bây giờ mình gặp mình mới đơm thôi, đó cái form Ska này dễ rồi. Muốn bây giờ lên hành trình lên là phải hạt co thôi. Mới chơi thì hơi cực, mới chơi thì nó hơi khó cho chủ quạt chút xíu, nhưng mà chơi dần tìm hiểu thì nó sẽ ok. Luôn không form này. Ủa sao, ủa sao cái form này quen vậy? Form này sao giống form chủ quạt sếp nãy quá vậy? Ủa? Là sếp ông này sếp thì cái form này hả? Sao cái form giống form chủ quạt sếp cái gì? Cái đồ hình ông bạn này quen sao giống dùng hai bên sao dùng giống nhau vậy? Giống y chang luôn vậy? Giống cái đồ hình rồi nãy mình quýnh cái gì? Y chang luôn rồi, vãi đạn thì chứ. Y chang luôn à, quýnh đứa con mình dùng đồ hình này mình quýnh luôn không được không? Rồi con bướm ra rồi, xong con bướm bay vô về sau luôn. Rồi con bướm bay vô ba con về sau luôn, để coi con cô bút kịp không? Để con cô, à cô mình bút kịp là sao? Ôi à, xong không đá cô rồi, cô được bút rồi. Rồi cô được bút rồi, cô được bút rồi. Rồi đi copy nhau con mà, phải sáng tạo đồ hình lên chứ. Sáng tạo đồ hình lên chứ. Rồi con Ly mấy mình đá nè. Đá vô ngay Hewin luôn, đá ngay vô đầu Hewin luôn. Đá thẳng vô đầu Hewin luôn. Đá thẳng vô đầu Hewin luôn là xong. Cái nạp thẳng đạn ngay đầu Hewin là được. Đúng rồi, cái đá ngay con Hewin đó. Đúng rồi, thông minh rồi đó, con bướm thông minh rồi đó. Ôi ơi. Không thể nào copy nhau được đâu. Trời ơi, mẹ không thể nào copy nhau được đâu mấy bạn ơi. Thấy không, đồ hình nữa tôi chơi sao tiếng quen chứ vậy. Mẹ phải chi mà mấy ông này mà chung server với tôi á. Tôi nói với mấy ông á, mẹ tôi nói với mấy ông biết nha, ở server của tôi á mà mấy ông xếp như vậy nha. Nè, tôi nói riêng cái cụm server của tôi á, mấy ông mà xếp như vậy nha, nè mấy ông mà xếp như vậy nha. Tôi nói mấy ông không chơi con đam á, mấy ông không xếp con đam ở cuối á. Con đam á nha, là do trong server này là xanh chín thôi. Mấy ông mà quýnh trong server S3 á, mà mấy ông gặp tôi á, mà mấy ông xếp lên đầu gì nè. Mấy ông để Lily May lại, mấy ông để Ska, hay là mấy ông để thằng, hay là mấy ông để Adin về sau á. Tôi nói rồi, con Layna của tôi một shoot thôi là đi nha. May là mấy ông trong server là trong cụm này không ai chơi Layna, lại không ai chơi sói á. Tôi nói cụm này nha, mà quýnh mà mấy ông gặp sói á, sói nè, Layna nè, hoặc là gặp con Nara nha, mà mấy ông xếp như gì á, trời nó cầm con Nara nó kéo về một cái thôi, rồi nó cho hai con thằng ôm đam lại nó quýnh cho mấy ông ỉ trong quần luôn nha, tại server này là mấy ông chơi được như vậy thôi.
Shiver này không có những cái gọi là sói hay là lây đa thôi, Shiver này toàn thần đúng rồi, tại Shiver này toàn thần với không à, mà Shiver này mà có cận chiến vô một cái là bị bún bệnh luôn rồi. Rồi là con Lily May bị ôm rồi, đây 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 rồi, thắng nha, bún thắng không, thắng hai trận luôn không, thắng hai trận thì ngon, hai trận liên tiếp không hay là 50-50-50 không, thắng tôi nghĩ vẫn thắng áp đảo hai trận luôn mấy em, thắng áp đảo hai trận luôn rồi. Ok chủ bạc tự tin nha, rồi chỗ này chủ bạc cứ quýnh cái phơm này thôi, chỉnh nha, chỉnh theo nha, chứ đừng để đồ hình một đồ hình quýnh nha, chơi mình là phải luân phiên mình biến chuyển đồ hình nha, chứ không phải một đồ hình mình xếp hoài gì được đâu. Ui mày đúng tay xin nó gây đam kinh thiệt mấy em à. Rồi ok xong đồ hình bk chủ bạc nha, rồi định hướng cho chủ bạc chơi sau này. Đầu tiên chủ bạc ơi, đừng đổi bù linh tinh nha, hãy đổi bù con Lily May trước đi nha, tập trung đổi bù nâng cấp con Lily May lên, nâng cấp con Lily May với con thần này lên. Là có 4 con mà chủ hoạch là định hướng đồ hình sau này, là con Pegaso, con Lily May, con Odai và con sói, con Mikula nha. Đây con Mikula này, con sói này cần lên ít nhất là 4 sao nha, con sói này cần lên ít nhất là 4 sao. Và con Tai Chi nữa sẽ là những con mà đồng hành cho mình từ đây tới tháng 2 năm 2025 nha. Con thần tăng này, con Lily May, con sói, con Odai, con Mikula, con Tai Chi là con đam này nữa, là nếu như bạn đi BK là những con tướng luôn luôn có mặt trong đội hình khi mà người đi BK. Con Iron này là duy nhà bất dịch, xong anh nhắc tên Iron, nhưng Iron này luôn luôn có, không nói làm gì. Thì đó là những con tướng đồng hành từ BVE nha, tôi nói là BVE nha, là nó rất mạnh. Con Tai Chi này sẽ gánh AFK từ đây cho tới giai đoạn cuối mùa giải luôn, là hết season luôn và qua season sau cũng vậy. Rồi con Pegaso đây nó sẽ gánh lại boss nha, boss cõi mộng nè, rồi đi cái boss cõi mộng rồi boss si vong nha, rồi tất cả nhiều chế độ. Cho nên là ở thời điểm khi mà chủ quạt mới lấy ạc về thì khuyên chủ quạt là nên nâng con sói. Nhanh nâng con sói này lên, tại vì ạc này á, nói thẳng nha, tôi đang tư vấn nha, là ạc này tình trạng chung ạc này 33 rất yếu. Ạc này 33 cực kỳ yếu luôn, ạc này chỉ quýnh trên phân đấu trường ngon thôi. Tại vì ạc 33 bây giờ xếp phân đấu trường đi thì bây giờ rừng một team, xong thần một team, tây si một team thôi. Thì phải chia thôi, thì để quýnh ạc này mà tốt nhất á, là bây giờ chia 3 team để quýnh. Thì bây giờ team đầu tiên trong map cái đấu trường tối cao này đi, bây giờ cái đấu trường tối cao này sẽ, tại vì thu bút nha, thu là thu á, nên nhớ là thu là thu bút á. Thì bây giờ chia 3 team ra quýnh. Rồi cái team combo 1 đây là team combo ngành, không thể nào xếp gì được. Cái combo ngành tự nhiên xếp, tự nhiên tele đi combo ngành nha, cái quýnh bằng combo ngành thôi. Thì ngành ở đây là gì, mình sẽ tách ra, ví dụ như tách đúng không, thì bây giờ đây là xếp ví dụ 3 team công thôi nha, chứ mình là mặc định đi công trong cái team này nha. Ví dụ là bây giờ đi rừng, bên đây là mình có con Iron rồi, mình có sẵn Iron. Đây mình có sẵn Iron đấy đúng không? Là combo ngành, mình sẽ bắt buộc mình đi combo ngành là con Lumet. Sau con Lumet xong rồi là mình phải đi combo cơ bản nhất là con Aden. Nghe con Aden nó sẽ ở đây, nằm đây, vị trí này hoặc là ô này, xong tới phiên Lily May. Rồi Lily May bây giờ mình bắt con Lily May qua đây. Rồi bây giờ cái combo này mình đang thiếu một con đúng không? Mình thiếu một con boost thì chỗ đây nó sẽ là con Hewin hoặc là con Dam. Nghe Hewin hoặc là con Dam tùy, nhưng mình phải chọn đồ hình để mình quýnh. Rồi bây giờ là ô này, cái này là tùy biến nha, không lúc nào cũng phải áp đặt cái đồ hình này quýnh như gì. Đây là cơ bản là một team này, không để chung, không thể nào chung vừa Tai Chi vừa ấy được. Tại vì nếu như bây giờ xếp con Tai Chi là sẽ gãy một team, nhanh xếp con Tai Chi là sẽ gãy một team. Rồi tiếp theo nữa là cái trận thứ hai. Bây giờ cái team 2 của mình đúng không, bây giờ mình giờ bông linh của mình là có Karoria, nó cũng chưa sẵn sàng. Rồi bây giờ cơ bản đi, bây giờ đi phân cơ bản là bây giờ mình đi mang huyết, là may ra là mình có con này, có con Oda nha. Ơi nghĩ sao nói Đức, mẹ Đức thắng một người VIP cao hơn nha, giỡn hoài mẹ. Kêu Đức biệt là Đức hơi bị dữ á, BK Đức, bạn Đức đang nằm top đấu trường đó. Rồi bây giờ đi phơm này đúng không, là phơm mang huyết. Tiếp theo là phơm mang huyết đúng không, mình có gì con Odai mạnh, mình coi thử là mình có Odai mạnh, mình có một con Summon Key cơ bản giống như người ta, nhưng mà mình có con sói yếu nha, con sói yếu nhưng mà con sói này nó vẫn ôm đam được nha, con số này nó vẫn ôm đam được. Thì khi mà ôm đam bây giờ mình quýnh là mình coi thử mình cứ cần cái phân của Tai Chi hay không, mình sẽ đi mang huyết với lại Tai Chi, tele mang huyết Tai Chi nha, tại vì ạc này không có tay gần, ạc này không có banner một con tướng tay gần nào hết. Thì bây giờ đi cái phân này cơ bản là chúng ta sẽ có như thế này. Sói nè, cái này là tùy biến nhưng không phải lúc nào nó cũng áp đặt như vậy. Rồi Odai, bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ nè, giờ chỉ cho các bạn phân tích luôn nè. Bây giờ mình có con bướm lao lên, giờ ngồi nha, cái này là phân tích nha, mình có con bướm lao lên, mình có con sói lao lên đúng không, mình có con sói tele lên, rồi mình có con summon key bút chặn tiếng này, thì mình có cần tele Odai hay không. Nên mình xài hai cái di vật này nè, hai di vật ví dụ như thường á, nếu như tôi thường mấy bạn thấy tôi chơi mang huyết á, tôi toàn xài cái này không à. Nhưng mà mấy người top á, đi bk mấy bạn top nha, mấy anh em thấy những người mà tầm nằm trong top phân khúc 100 như tôi á, toàn xài chú thuộc xanh. Nhưng mà mấy bạn top silver á, cái này là người top nha, ai mà nằm trong top 10 silver hoặc top 20 silver, người ta để ý, người ta toàn bút cho Odai này. Tại vì sao, người ta tự tin được con Odai của người ta có thể free dam nha, người ta tự tin là con Odai này có thể free dam. Thì bây giờ bạn xếp cái đồ hình này, cái đồ hình rừng này đúng không, nó không có cách nào nó bắt được con Odai.
Nghe nó không có cách nào nó bắt được con Udai, kể cả nó gom đi chăng nữa thì con Udai nó cũng dịch ra cái ô này thôi là hết xíu quách. Thì cái đội hình này nó lao lên thì con Udai này nó sẽ có cơ để nó bắn. Nó bắn được hay không? Thì bạn có boost được cộng hưởng cho Udai hay là không? Bây giờ muốn liều mình boost Udai hay là không? Bây giờ đội hình này có con bướm lao lên nè, bướm Tele lên nè. Ngang bướm Tele lên nè. Rồi con này lên nè, cái độ này là con có con Spunky nè. Bây giờ bạn muốn lấy chỉ số hay là bạn boost team hay là cái gì? Bây giờ nếu như mà lao lên nha, bạn có ba con. Bây giờ nó ra cái cờ nữa là con sói này trong ô này, con bướm này trong ô, thì cái con này nó có lao lên trên được cái ô này thứ hai hay không? Hên xui. Hên xui nha, cái cờ nếu như bạn kêu dùng cái cờ nó hên xui nha, cái cờ là phải ba con nha. Một con trước xong rồi đủ ba con trong đội hình cờ thì nó mới kích hoạt được cái cờ nha. Đấy, thì bây giờ cái câu chuyện bây giờ nếu như bây giờ bạn boost như này, bây giờ bạn muốn boost cho con Udai là bây giờ bạn tele Udai lên, bạn có chấp nhận bạn mạo hiểm tele Udai hay không? Bây giờ bạn bướm boost cho bướm á thì bướm kiểu gì nó cũng chả bay lên được, nhưng mà bây giờ lấy bất tử cho bướm hay là lấy bất tử cho sói? Sói nó sẽ quần ở giao tranh tiếng sau. Nghe, sói nó sẽ quần ở giao tranh tiếng sau. Còn bây giờ tele Udai lên là tele Udai lên, bạn sẽ gặp ở dàn sau như thế này nè, bạn mạo hiểm để bạn có đủ mạo hiểm để bạn tele Udai hay là không? Đấy, hoặc là cộng hưởng hay là dùng cái chú thuộc xanh boost cơ bản như bình thường hay là dùng cái cờ. Nha, đấy, hay là dùng cái cờ nha, nó nhiều thứ lắm, trò nó đủ thứ trên trời đất hơn là để cho bạn chơi. Đó là cho bạn xếp. Rồi ok nha, rồi tiếp theo nữa là cái đội hình 3, thì cái đội hình 3 là cái đội hình mình có gì mình dùng cái đó thôi. Man, thần cơ bản bây giờ mình đang có con thần. Nha, bây giờ cái đội hình 3 này mình đang có con thần nè, giờ mình có muốn chơi xung quanh con thần này không hay là bây giờ bạn chơi tele cũng được. Nha, đấy. Đấy, nhiều cách lắm mẹ. Bây giờ nếu như con thần này bây giờ tôi chơi đi. Đây, nếu như bình thường tôi chơi cơ bản đi, là một người bình thường, nó là một người bình thường như tôi, thì tôi sẽ dục mẹ con này ra luôn, tôi quất luôn combo như này. Nên đây tôi combo tôi là một người bình thường. Là một người bình thường nha, đây là đội hình bình thường của tôi nha. Nếu như tôi có con thần thì tôi sẽ chơi như này. Tôi bảo đảm với mấy bạn luôn là một người bình thường tôi sẽ chơi như này. Đấy, tôi người bình thường nha, là tôi sẽ chơi như này không cần bướm nha. Chỗ này đội hình của tôi không cần bướm. Đây, đội hình của tôi là đội hình rất bình thường luôn. Mày đồ hình bao bình thường luôn. Đây, chỗ này thích chơi Spunky thì chơi Spunky, cũng thích chơi gì chơi nha. Đây, chỗ này là đồ hình bình thường thì tôi sẽ chơi như thế này. Đó, đây là đồ hình bình thường của tôi. Với combo là thằng Tele và như thế này tôi chơi tôi đè vô thôi. Rồi còn đồ hình 3 thì tôi lại trừ trường hợp Soku con Tai Chi. Nhưng tại vì tôi muốn Soku con Tai Chi với đồ hình 3 nhiều hơn. Và đồ hình 3 với phơm ánh sáng, hạt này không có phơm ánh sáng thì đi bằng phơm bông linh. Nhưng phơm bông linh này hơi yếu nha. Hoặc là để dồn luôn Tai Chi uống tiên 1 nha. Dồn hết cơ Tai Chi để uống Tai Chi nó uống luôn tiên 1. Đó thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều khi mà chơi. Nói chung là mấy bạn phải hiểu, mấy bạn chọn từng trường hợp để bạn chơi, không có lúc nào mà bạn phải áp đặt chung một cái đội hình đó nha. Rồi ok, nó tùy thôi, nó dùng từ tùy biến nha, tùy biến để mấy anh em tự chọn, chứ phải lúc nào mấy anh em áp đặt một đội hình như vậy. Rồi ok, bây giờ đội hình bên đây có Lily May nè, có thần ngang bên đây, ngang cơ cái phơm này, phơm là combo ngành. Thì chỗ này tôi bỏ con A Đình này ra, một là đi full dam luôn. Thường chỗ này mấy anh em đi muốn đi full dam, bên đây muốn khô máu với mình thì mình khô máu thôi nha. Bên đây muốn khô máu với mình thì mình khô máu thôi, còn không mấy bạn nào muốn 50-50 thì bạn 50-50 hai bên như nhau nha. Đấy, để làm sao mà bạn BK cho sao cho nó hiệu quả nhất thôi nha, hai bên. Còn cái đội hình 3 này, cái đội hình 3 bên đây mang huyết thì nó cầm Udai thì bạn có thể đép được nhiều phơm lắm. Bạn ví dụ như phơm Thorin, phơm Bom Dam Thorin tăng với lại phơm Bom Linh mang huyết ở đây. Đây. Rồi ok, phơm này Carodia vô kích vô thôi, một con Rowan ở giữa đây, con Rowan sẽ nằm ở giữa đây, con Thorin nối dây ở đây. Trong thêm con Luis vô thôi. Nó được nhiều nó boost, được nhiều nó boost thôi. Đấy, như thế này. Yeah. Rồi ok, cái này là nhiều trường hợp tùy biến lắm. Nên cái trường hợp càng ở đây thường á, thì nếu như bây giờ quýnh phơm này á, thì tôi nghĩ là tôi sẽ thử nha, cái này thử cho mấy anh em. Quýnh thử trận này tôi không biết thắng hay thua, nhưng mà tôi sẽ đổi đồ hình 2 qua để tôi quýnh. Đồ này tôi quýnh phơm này tôi né Tai Chi mấy anh em, tôi muốn né con Tai Chi ra, tôi cũng không muốn va chạm với con Tai Chi. Tôi không muốn va chạm đồ hình với con Tai Chi cho lắm, cho nên là tôi sẽ quýnh bằng cái này nha. Rồi ok, cái này là tôi không cần, cái này cầm sóng thần thôi, tại vì bên đây con Ly mấy đá rồi. Rồi ok, bên đây là tôi sẽ làm một người bình thường thì tôi sẽ boost như thế này. Đó, tôi sẽ tele một là tôi tele hai con này xuống luôn, nhưng mà không. Trận này lợi thế quá, trận này cái sân nó đẹp quá mọi người. Trận này cái sân là nó bao đẹp luôn, cho nên là tôi sẽ quýnh như thế này nha. Trận này cái sân nó đẹp quá. Trận này mà không quýnh trận này Spunky chúng ta. Không, trận này Spunky hơi lỗ. Trận này tôi sẽ quýnh bằng Mikula. Rồi ok, Mikula hoặc Hewin cũng được nha. Mikula hoặc Hewin đều đẹp. Đấy. Rồi ok, trận này tôi sẽ quýnh bằng Mikula. Form sẽ như thế này. Tôi sẽ tele thẳng luôn con Udai với lại tele thẳng con Udai với lại con sói lên luôn, rồi thằng hai thằng đi bộ lên. Đấy, đồ hình này tôi sẽ uống như thế này nha. Rồi ok, tiếng 3 thì đồ hình nào cũng được, tiếng 3 thì thoải mái. Rồi, uống thôi. Đó là trong cái việc mà mọi người phân tích tư duy với lại phân tích đồ hình, nó sẽ cho nó dễ. Nó chiếm sân lên, nó sân mình tele hai con lên, nó cầm cái cờ đó, ui mày cái cờ bây giờ nó vô lối với cái cờ bây giờ nó mạnh vãi đạn. Coco mình boost kịp không? Mà Coco mình boost không kịp. Tele lên được hay không? Được hay không? Quýnh không được. Ờ mình chỉ ôm cứng quá.
Trời ơi, mái con thằng xấu sao nó vỗ kìa. Trời ơi. Trời ơi, mái con thằng nó vỗ nó hồi 30% máu. Mẹ vãi cứt thiệt. Rồi team 2 thì win rồi, team 2 thì dễ. Team 2 thì mình vừa combo bu đông địch thúi, team Lily May đứng ở ngoài sóng thần tạt vô bên kia chịu nổi hay không biết. Mình không có bút máu, nhưng mà mình không có bút máu nha. Rồi TC ru ngủ. Rồi team 2 mình dùng đam mình dễ rồi. Đó, quýnh cho chủ gạch. Thực tế mấy bạn sâu hơi lâu nhưng tư vấn hơi lâu với mấy anh em. Thường ngồi tư vấn là tư vấn cho kỹ mấy anh em, tư vấn quýnh thực tế luôn để cho mấy anh em có một cái đồ hình, một cái gọi là cái mindset cho mấy anh em sắp xếp đồ hình cho nó dễ. Rồi đồ hình này, đồ hình đứng im thôi, bên kia công vô, chuyện của bên kia công vô, bên mình xài chú thuộc xanh mà. Rồi CTA chịu hồi lên ôm đam, Lewis chịu hồi cánh đồng cỏ lên, nhưng mà Lewis này chưa có giờ vũ khí độc quyền. Chưa nâng cấp vũ khí độc quyền lên, nó cứ ôm đam vậy thôi nha. Một đồ hình bông linh mà đứng im là một đồ hình cực kỳ ngon, nhưng mà người đó là cứ dùng đam vậy thôi. Đó quýnh thắng mang huyết luôn, thắng không? Tôi nghĩ là bạn thắng được đó chứ. Rồi, đấy, ôm đam thôi, tại bên kiếm có thu rình, ôm đam vô bên sói, con sói nó hết hóa hình là xong rồi. Rồi. Một căng không mọi người thấy mẹ mọi người thấy tôi xếp đồ hình quýnh căng không? Mọi người tôi thấy xếp đồ hình yếu thế mà mọi người tôi thấy xếp đồ hình tôi thấy cái yếu căng. Ặc này không có Viper. Ặc này không có, đang chơi những gì đang có thôi. Ặc này đang không có nha. Mình đang chơi những gì chủ ặc đang có thôi. Rồi ok. Mình đang chơi những thứ đang có thôi. Ui, mình mua ngủ đam nè. Đam sói với lại con sói 2 sao mà đam của nó bút hỗ trợ cho này mọi người coi cái fan cứu giọng là mình chết trước một con mình cũng win luôn nha. Đấy. Rồi ok, đó là cái cách xếp đồ hình cho quýnh nha. Rồi. Xong, thêm cái nữa là sẵn tư vấn cho chủ ặc luôn, cái bùi này nè. Hiện tại cái bùa phép này nè, chủ ạc nên định hướng luôn. Ủa có Viper không? À có Viper, sorry mọi người, tôi không chơi, sorry tôi không để ý Viper. Có Viper thì đổi con Viper bằng con Cetia nha. Đổi Viper bằng con Cetia, sorry nãy tôi không thấy, sorry nãy không thấy. Rồi ok, bây giờ firm á, bây giờ đổi cái bùa á, tập trung có bao nhiêu bùa đổ hết cho Lily May trước nha, đổi cho Lily May trước. Bây giờ đổi cơ bản trước, cái bộ cơ bản mà đang đa dụng nhất, dễ nhiều người sử dụng nhất là đổi bộ này nha, đổi bộ này. Còn chút nữa tôi sẽ đổi hai bộ này, tôi sẽ test kết quả sau, nhưng mà đa số mọi người hiện tại đang dùng bộ này. Đổi cho Lily May trước nha. Ưu tiên đổi cho Lily May. Đổi xong Lily May rồi, đổi cho Baresso xong rồi đổi cho con Odai xong đổi cho Taisi. Ưu tiên bốn con này trước, riêng cái hạt này ưu tiên bốn con mạnh nhất đang có trong mặt trước. Rồi, ok, đó là những cái chia sẻ ha. Rồi, xong, hạt rất là ngon nhưng mà tướng dùng tướng hơi bị lệch quá so với đội hình còn lại, đi đánh ba nó hơi khó nha. Nhan vô 33 hơi khó nha, nhưng mọi người đi xếp cái đội hình 33 nó sẽ hơi cực hơn so với người khác. Đấy. Đó, cái bùa này đổi, cái bùa đâu đủ đâu, đâu đủ đâu đổi. Có 100 mấy thì sao đổi được, cái này phải đi ải mới có. 100 mấy đâu đủ đâu, một cái bùa chế nó là hình như là 60 hay sao á. Sao đủ 60 trên 132 chế được cái hai cái sao đủ? Không đủ đâu. Nhan không đủ đâu, không đủ được đâu. Cho nên là chừng nào đủ mới quýnh được nha. Cái đó đủ mới quýnh được chứ không phải là đủ mới đổi được, chứ còn bây giờ đâu đủ đâu đổi được, đâu phải bùa vàng đâu đổi mấy anh em. Bùa này là bùa mấy anh em đi như một tuần mới nuôi được một con, hên lắm á thì mấy anh em mở random mới ra đủ rồi, chứ còn sao có được. Rồi ok, xong nha. Ưu tiên đổi con này trước nè, ưu tiên con Lily May với lại con Taisi trước. Con Taisi này game này bây giờ đổi tên nè, game này là bây giờ game con Taisi và những người bạn rồi. Ổ Taisi có bùa luôn rồi nè, Taisi đủ luôn rồi nè, Taisi đủ rồi thôi nha, Taisi đủ rồi thôi thì ưu tiên đổi dần trên đi trước nha. Bagasso Lily May Odai để hàng này đi boss trước nha, để cho nó sướng. Rồi ok, xong. Một ạ. Ui, 40 phút luôn.